các bạn nhé. Giặt là Hưng Lauri nay lại vẫn là chuyên mục áo da để chúng ta tìm hiểu sâu hơn về cách đánh màu một chiếc áo da cho nó chuẩn. Thường là từ xưa nay mọi người đánh gọi là áo da nó bị bạc, và những cái dòng áo mà nó đặc biệt màu, nó đặc biệt như màu này này. Đấy, những cái màu này mình làm lại này. Đấy, ví dụ màu đỏ, màu vàng kiểu này. Đây, màu gốc của nó đâu, những màu gốc nó bạc bạc. Đấy, mình sẽ đổi lên cái tông đậm này chẳng hạn. Đây này, có thể màu gốc của nó này. Đấy, bạn thấy không, so với màu bên ngoài thì nó sẽ nhạt hơn một tí. Thì những cái dòng màu này sẽ phải pha, thì chúng ta rất khó mua được ở trên thị trường. Và một câu hỏi các bạn hỏi đó là cái si đánh giày bình thường có đánh được áo da không, thì thực chất ra là có cái dòng si màu đen, si đánh giày thì đa số có si màu đen, si không màu, gọi là si màu vàng. Nhưng mà trong cái si đánh giày ấy, thì bản chất si đánh giày nó có nhiều sáp, để cái sáp nó sẽ phủ lên một số cái loại giày. Và cơ bản là giày ở mặt ngoài nó đã được tráng một lớp cũng là sáp rồi, nên là khi đánh nó cũng không thay đổi cái độ cứng cảm nhận được bề mặt, nên khi đánh mình phải đánh rất kỹ thì cái lớp sáp nó mới bóng được cái bề mặt giày của giày. Nhưng mà khi mà đánh trên áo da này thì cơ bản là đánh nó sẽ rất mất công, và cái ví dụ như những cái màu đen chẳng hạn, đánh lên có thể nó sẽ bị len nhem, nó dính vào. Còn nếu mà ta dùng cái loại mà si gọi là bán bình thường ấy, thì nó chỉ sử dụng để cho giả da, chứ nó không được dùng cho da thật như này. Đấy, cái da thật khi mà mình đánh đổi màu lên thì nó sẽ phải vẫn mềm mại như cũ, vẫn giữ được cái chất bề mặt da, thì đấy nó mới gọi là cái si dành cho áo da. Thì như bây giờ thì thông tin truyền thông nó cũng nhìn chung là nó cũng dễ tìm hiểu, mà là dùng ta có thể dùng cái loại si của hãng Sakia. Nhưng mà nói thật ra một mũ hay một tip của si Sakia thì nó đánh áo da thì nói thật là nó hơi đắt. Thế nên là mình sẽ phải chế si riêng để đánh. Chất ra là mình sử dụng màu, bản chất là cái chính là gốc ở trong cái si mình dùng là màu của hãng Phi Binh của Mỹ nha. Bạn có thể tìm hiểu của bên làm da hoặc là ngõ Shopee, hoặc là nếu như là thiếu một số cái tông màu thì mình có thể trộn thêm sơn của hãng Angelus này, và tăng bật cái tông lên thì nó đi trộn đánh cái sơn này sẽ và nước trước để cho nó giảm cái độ ấy, để trộn với si để đánh. Khi đánh thì cái áo da nó sẽ đánh lại cái màu đặc trưng của áo, và nó vẫn giữ được cái độ mịn và độ, tức là vẫn giữ được bề mặt của áo rất là chuẩn. Đấy, và nếu như mà ta chỉ trực tiếp sử dụng cái màu này thì với nhiều dòng áo nó gọi là áo hút, thì khi mình đánh vào nó sẽ bị đen, hoặc là nó không theo ý muốn của mình, cái độ hút màu của da nó khác nhau. Nên khi mà mình phối hợp mình sử dụng bằng cái si này thì nó sẽ dễ dàng bề mặt nó đều hơn. Đấy, còn nếu mà các bạn có nhu cầu thì mang đến mình làm. Còn nếu mà bạn nào mà làm số lượng ấy, mà có nhu cầu ấy, thì gửi cho mình thì mình sẽ bán cho cái loại si đó. Chi phí cho một cái áo chủ yếu là phải đi mua màu rời để pha thôi, còn đâu cái si đấy thì nó cũng không đắt đỏ gì, để mà nó chất lượng nó cũng không kém gì của Sakia. Đấy, nó cũng là đều của các hãng khá lớn, nhưng mà đây là bán cho
được ngành thuộc da là nó sẽ rẻ hơn. Xong màu nó sẽ vẫn là màu nâu, mình pha màu, mình lại là mình pha màu nguyên bản thì mình chỉ pha mỗi màu sô cô la vào. Rất là nhanh, tức là bề mặt nó sẽ không bị, nói chung là nó có kể ra đánh ra một lớp chốt nữa thì nó sẽ cái khả năng nó bị dính màu vào ấy ít hơn, và như này nó cũng khá là nhìn nó lì rồi, nó sẽ đẹp hơn. Các bạn xin bóng kia theo cái bóng kia các bạn sử dụng mà đánh vào những cái này nó sẽ đánh mất bề mặt, mất đi cái độ dệt của bề mặt. Đấy, tay mình dẫn anh Si một cái áo da màu lâu, nó không bị bạc bạc màu. Màu cái trông thì nó lòng áo là rất là mềm, nó nghĩ rất mềm nên sẽ phải đột màu cho nó bắt mắt tí. Đưa về màu đen thì là màu rẻ nhất, màu đen thì mình làm rất là rẻ, cái xi gốc mua vào, cái màu gốc mua vào nó rất là rẻ. Mình đánh một cái áo da này chú ý mình tự làm xi thì mất khoảng 20.000, nói chung là vật tư cũng là gọi là đắt, nhưng so với mua của Sapphire thì nó rẻ hơn rất nhiều. Còn so sánh chất lượng chắc là không so sánh được, thì là mỗi một cái sẽ có đặc tính riêng. Còn ở nguyên liệu thì vẫn phải sử dụng của Mỹ, của Anh hoặc của Hà Lan thôi. Số lượng thì nó sẽ rẻ đi rất nhiều, khá tốn đấy. Nó xa mất là tầm 20 mà cũng đã được khoảng một cái áo thôi. Bạn nào nhu cầu mua thì mình bán, nhưng mà sẽ phải bán đắt hơn. Đấy, thế là mình một chi phí cho một cái áo này mất khoảng độ 30 đến 40 hai lớp màu, thì là mình thấy khoảng 400.000 tiền là làm cái áo như thế này. Các bạn thấy hợp lý không? Nếu mà dùng của Sapphire thì chuyển chi chắc phải mất đến 400k rồi, không rẻ. Mất đấy, cái màu nó về cơ bản mình có thể sau đây mình, nếu mà chuẩn thì nếu mà cái áo nó tốt thì có thể trồn tốt một cái bóng ở ngoài thì áo này nó gọi là đẹp miên man luôn. Đấy. Còn đâu nếu không có điều kiện ta có thể mua cái xi gọi là cái xi không màu của xi đánh gầy, nhưng mà nên nhớ phải đánh phải làm sạch bề mặt thật tốt, sau đó đánh bằng mặt giải lông kỹ thì cái bề mặt nó mới không bị nhiều sát quá. Cáo thì mình dân không bạn có thể học luôn quá trình để đánh xi này, kiếm cái bút này. Đánh rợn nó khô rồi thì lúc ấy mình sẽ đánh bàn chải lông, mình đánh lần lượt cho nó đều xi ra. Bởi vì là khi mình đưa một lớp bột trộn vào mình đánh thì là cái xi nó sẽ dàn đều, nó nở vân ra, và nó sẽ lấp đầy các cái kẽ, cái áo rất là lung linh. Nó vẫn có giữ được cái độ hơi long loang của bề mặt da, nhìn nó tự nhiên.
đi này xong nó sẽ phải, đây là mấy cái áo này, xong rồi đấy, sẽ phải mềm mại, mềm nhũn 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 này, sẽ phải mềm nhỉ, chuẩn. Chào các bạn nha, hôm nay mình giới thiệu về quả so sánh xi đến dày với xi này, sau là có nhu cầu từ iPod thì mua loại này.